Bản Phòng thuộc xã Tam Hợp là vùng đất sinh sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, được bao phủ bởi rừng núi vô cùng xa xôi, cách trở. Giữa trưa hè tháng 7 năm 2015, hai cha con ông Vi Văn Hoài cùng chú xã Tam Hợp vào khe cất tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bà Viêng Thị Dương nằm gục chết bên bờ khe. Chị Lê Thị Yến, 25 tuổi, vợ anh Thọ, và bé Lê Văn Trung, 8 tháng tuổi, bị chém chết, và anh Lô Văn Thọ, 27 tuổi, con trai của bà Dương, bị chém ở cổ, nằm chết trước lán nương của gia đình. Sau khi nhận được tin báo, Cục Cảnh sát Hình sự C-45, Bộ Công an đã cử một tổ trinh sát vào phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cách 45, Công an Nghệ An điều tra vụ án. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C-45, Bộ Công an đã trực tiếp vào hiện trường để điều tra truy bắt đối tượng. Đại tá Nguyễn Hiếu Cầu cũng có mặt tại hiện trường cùng phối hợp để phá án. Địa bàn xảy ra vụ thảm sát là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tương Dương, giáp danh biên giới với nước Lào, ít người qua lại, xa vùng dân cư sinh sống. Để vào hiện trường điều tra, tổ công tác phải đi bộ băng rừng, lội suối nhiều giờ liền. Sau nhiều giờ trèo đèo lội suối, những gì hiện ra trước mặt ban chuyên án thật kinh hoàng. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến nhớ lại những ấn tượng về hiện trường khi đó, bốn xác người mình đầy vết chém nằm rải rác từ lán trại ra bờ suối, một chiếc thớt dính máu như không có dao, đặc biệt dưới chân lán trại có nhiều vỏ chanh mới ăn rất đáng nghi. Ban chuyên án quyết định cử người lại nằm địa bàn để thu thập chứng cứ và làm tốt công tác tư tưởng, an dân. Bởi, vụ việc bốn người trong gia đình anh Thọ bị sát hại đã khiến nhiều hộ dân dẻo cao hoang mang, lo sợ. Khi ở lại địa bàn điều tra, ban chuyên án thu được thông tin quan trọng. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án, có hai chị em gái ruột có khi qua gần khu vực lán trại của nhà anh Thọ và gặp một người dân trong bản đứng ở đó hái chanh. Song họ không dám tiết lộ đó là ai vì rất sợ trả thù. Cơ quan điều tra quyết định tiến hành rà soát tất cả người dân trong bản thì gặp đối tượng Vi Văn Hai với nhiều vết thương khả nghi ở chân, nhưng hắn lại giải thích rất trôi chảy về những vết thương này. Trong quá trình các trinh sát cắm bản, Hai thể hiện mình là người không liên quan gì đến vụ án. Tuy nhiên, một chi tiết đáng giá được ban chuyên án phát hiện, vào ngày xảy ra vụ án, tại nhà một người dân trong bản có tổ chức tiệc mừng công những người thợ kéo giúp gỗ về. Sau khi uống rượu xong, Vi Văn Hai có mang về một bọc chanh để ăn giải rượu. Các mắt xích của vụ án bắt đầu kết nối mơ hồ với nhau. Lán trại của gia đình Vi Văn Hai thì không có cây chanh nào cả. Bản có cây chanh duy nhất ở gần lán nhà anh Thọ nạn nhân vụ án mạng mà thôi. Vi Văn Hai bị các trinh sát đặt vào diện nghi vấn số 1 cũng từ chi tiết bọc chanh hắn cầm về. Khi một nút thắt tạm được hé mở, các chi tiết khác cũng dần lộ ra. Khi các trinh sát cắm bản sinh sống và làm việc tại đây, Vi Văn Hai rất hay rình mò các trinh sát xem họ đi đâu, gặp ai, làm gì. Thậm chí, Vi Văn Hai còn tới gặp những người dân đã làm việc với công an xem họ đã nói những gì với cán bộ. Đặc biệt, sau một thời gian thuyết phục, chị em gái nhân chứng ban đầu không dám khai đã nhìn thấy ai đứng hái chanh gần lán nhà nạn nhân đã quyết định nói ra sự thật. Người họ nhìn thấy chính là Vi Văn Hai. Đối tượng Hai bị bắt ngay sau đó. Khi bị bắt, Hai đã khai nhận toàn bộ hành vi thảm sát bốn mạng người của mình. Theo đó, sáng 2/7/2015, Vi Văn Hai cùng một số người được một hộ dân trong bản mời uống rượu để cảm ơn đã kéo gỗ giúp. Tại đây, sau khi uống rượu, Hai tham gia đánh bài quỳ rồi cầm dao đi hái chanh để ăn. Khi Hai đang hái chanh trong vườn của một người dân thì anh Lo Văn Thọ thấy và tỏ ý không đồng tình việc Hai tự ý hái chanh mà chưa xin phép chủ nhà. Hai bên có lời qua tiếng lại. Một lát sau, Hai hỏi xin anh Thọ muối để chấm chanh ăn rồi xin túi bóng để mang chanh về thì chị Yến, vợ anh Thọ thấy và xin một quả để ăn. Anh Thọ tỏ ý không bằng lòng rồi đi ra ngoài lán đứng, bắt đầu có những lời lẽ bóng gió nghi ngờ mối quan hệ giữa Hai và vợ mình. Sau đó, anh Thọ đấm Vi Văn Hai trước. Hai tránh được và bỏ chạy ra hướng cửa. Anh Thọ đuổi theo. Thấy con dao của anh Thọ để dưới sàn lán, Hai cầm lấy rồi quay lại chém nhiều nhát vào lưng, cổ nạn nhân khiến anh này tử vong. Thấy chị Yến dịu con bỏ chạy, Hai cầm dao đuổi theo. Trên đường đuổi theo chị Yến, Hai chạy qua chỗ bà Dương và sát hại bà này trước khi ra tay với chị Yến và cháu Trung. Sau khi gây án, Hai nhặt thanh củi đang cháy để đốt lán anh Thọ rồi vứt con dao gây án cách hiện trường khoảng hơn 60m rồi cầm bọc chanh về bữa rượu mừng công. Sau này, hội đồng xét xử tuyên tử hình bị cáo Vi Văn Hai về tội giết người. Về phần dân sự, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho ông Lô Văn Bình 78,5 triệu đồng, trợ cấp cho ông Bình mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi ông Bình mất, bồi thường cho ông Lê Văn Toán 105 triệu 400 nghìn triệu đồng và trợ cấp nuôi cháu Lê Thị Tâm Như, con gái chị Yến, 1 triệu đồng trên một tháng đến tuổi trưởng thành.